Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái Tết nữa lại sắp đến rồi. Và hôm nay Sài Gòn là ngày 4 tháng 1 năm 2020 rồi. Còn khoảng hơn 20 ngày nữa thôi là Việt Nam sẽ có một cái sự kiện rất là lớn, đó là Tết âm lịch. Và vào những ngày Tết thì ai cũng muốn nhìn lại quê hương và khu xóm ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Và hôm nay không biết khu xóm ngày xưa đó nó thay đổi như thế nào. Và hôm nay thể theo yêu cầu của cô chú anh chị có nickname là Châu Đào thì chúng ta sẽ đi vào khám phá một con hẻm ở khu quận 5 này nữa. Đó là con hẻm 207 Trần Bình Trọng thuộc phường 3, quận 5. Và cái hẻm đó sẽ đi thẳng đến chợ Bào Sen. Và chúng ta đang có mặt ở đây là khu viên của ngôi trường Chí Thiện ngày xưa và cũng là trường Trần Bình Trọng ngày nay. Và khu viên cũng là khu viên của nhà thờ chợ quán ở khu vực quận 5 này. Và chúng ta sẽ xuất phát từ đây và đi đến hẻm 207 Trần Bình Trọng. Và con đường Trần Bình Trọng là con đường nối từ bến Hàm Tử cho đến đường Hùng Vương, trải qua các ngã tư, các giao lộ là giao lộ Cao Đạt, rồi Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Nguyễn Hoàng, Trần Phú. Và hôm nay chúng ta tiếp tục lang thang ha. Đó, trước mặt chúng ta đó là con đường Trần Bình Trọng. Và con đường ngày hôm nay sẽ khác so với vài ngày nữa nè. Khoảng chừng 10-15 ngày nữa thôi là con đường này sẽ có rất là nhiều hoa. Tại vì người ta bán hoa đó, bán hoa Tết đó, bán ở cặp cái vỉa hè ở khu viên nhà thờ nè. Ở nước ngoài thì có cái sự kiện Tết Tây rồi Noel. Còn ở Việt Nam thì sự kiện Tết Ta, Tết âm lịch là lớn nhất ha. Vào những ngày này thì các công ty, các cơ quan đều rất là nhiều việc nè. Họ tranh thủ giải quyết cho xong việc, kịp quyết toán rồi rất là nhiều thứ vào những ngày cuối năm như thế này. Ngày Tết ta ở Việt Nam thì mọi người được nghỉ từ cơ bản là 27 Tết cho đến mùng 6 Tết. Có một số cơ quan, có một số công ty thì nghỉ nhiều hơn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số công ty không có ngày nghỉ luôn. Như là mấy công ty vệ sĩ rồi đó, mấy công ty bảo vệ rồi đó, hoặc là mấy công ty sản xuất, họ thay phiên nhau nghỉ thôi. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Trãi nè. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi về chợ Bào Sen nè. Và con đường Nguyễn Trãi cũng là con đường bán rất nhiều quần áo nè, cả nam lẫn nữ ha. Nhưng mà đồ nam thì ở đây cũng rất là nhiều, nhưng mà đồ nữ thì ở trên hướng khu khúc quận nhất rất là nhiều luôn. Ở đây thì đa số là Bùi Hữu Nghĩa hả? Anh đi ngược lại, đi ngược lại hướng này nè, có ngã ba Bùi Hữu Nghĩa bẹo trái. Và xin tới là trường Bác Ái nè.
Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Có kịp không đây? Rồi không kịp rồi. Mình đợi chút xíu nữa nha. Ở đây thì bán đồ cũng rất là rẻ. Nói chung là tiền nào của nấy. Trong shop thì có thể là giá cao hơn, đồ chất lượng hơn. Còn ở ngoài thì có cái chất lượng, cái thì xài qua mùa đó. Tùy theo nhu cầu của mỗi người đó. Theo thẳng hướng này là mình đi Trần Bình Trọng tiếp nè. Và cái hẻm 207 nằm bên cánh trái đó, ta qua đường nha. Đối diện hẻm 207 thì có quán phở Cây Dầu, hẻm 174, nhà của anh Quân. Bữa chúng ta có dịp đi vào rồi đó. Và con đường Trần Bình Trọng này cũng có rất nhiều hàng quán ăn uống, như là cháo vịt Thanh Đa nè. Rồi kế bên thì có cháo cá. Rồi đối diện thì có cháo mực 175 nè. Đó, rất là nhiều luôn. Và con đường này ngày hôm nay có lẽ sẽ rất là khác nếu mà cô chú anh chị và các bạn đã xa Sài Gòn rất nhiều năm. Nhân đây em cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác. Thì khi mà chúng ta nghe nói đến đường Trần Bình Trọng, hoặc là có con em mình đi học ở trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, thì chúng ta cũng có cái để tham khảo ở khu vực này như thế nào ha. Và đi tới một tí nữa thì sẽ có cái ngôi trường, đó là trường thực nghiệm sư phạm, trung học thực hành đó, trường cấp 3 đó. Bên đây có hẻm 197 nè. Đó, hẻm 197. Hẻm đó thì hẻm cùng thôi. Rồi hẻm 207 thì kế bên. Đi tới một tí. Đối diện hẻm thì có cái shop Samsung, tablet. Đó. Và có rất nhiều quán cà phê nguyên chất ở con đường Trần Bình Trọng này. Đó, chúng ta nhìn bên tay trái nè. Đó là hẻm 207. Rồi, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi vào hẻm ha. Đây là nội dung chính của ngày hôm nay. Nhân đây thì em cũng kính chúc toàn thể của chú anh chị và các bạn có một cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Gửi đến cô chú anh chị có nickname Châu Đào những hình ảnh ở trong hẻm 207 này. Không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào ha. Và ở đây em thấy có hẻm cùng nè, hẻm đang xây dựng, nhà đó. Và Tết là cái dịp mà rất là nhiều người sửa sang nhà cửa, sơn phết, trồng cây, trồng hoa. Hẻm buổi trưa rất là yên tĩnh. Mình đi khoảng một đoạn nữa thì có cái hẻm mà thông ra đường Nguyễn Trãi luôn đó, ra trường Bầu Sen.
cách biết cách chứ chờ đâu nó đẹp nó biết. 2 x 7 = 26. À, bên cánh phải mình thì có cái hẻm nhỏ nhỏ song song với hẻm này luôn. Đây là phía sau, là phía sau trường Bào Sen nè. Cái hẻm nữa mà sao không thấy ta, như có cái hẻm thông ra trường Bào Sen nữa nè, nhưng mà anh tìm chưa thấy. Đây là hẻm 351 An Dương Vương. Đó, hẻm này thông An Dương Vương rồi. À, rồi chúng ta quay lại thôi. Ồ, hẻm này thì ra Nguyễn Trãi. Còn một hẻm cuối cùng. Ở đây có chú Hớn Tóc nè. Có một hẻm bên cánh trái nè. Đó, hẻm này rất là nhỏ nè. À đúng rồi, hẻm này ra chợ Bào Sen. Ở trên là nhà người ta đó. À, thẳng này mình sẽ ra Nguyễn Trãi. À, đây có một cái hẻm quẹo trái nè. Mình ra chợ cá. Rồi mình sẽ đi ra hướng bên trái, đi ra đường Nguyễn Trãi. Không hiểu mình đi hướng bên phải thì An Dương Vương.
chợ buổi trưa thì cũng hết rồi, người ta cũng dẹp bớt rồi. Rồi, chúng ta ra đây là đường Nguyễn Trãi đây nè. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi về quận Nhất. Còn hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về chợ lớn. Phía trên tí thì có giao lộ Lê Hồng Phong, Bùi Chút Ký. Đi lên tí nữa thì có Phở Lệ nè. Và khu Nguyễn Hoàng. Lên tí nữa thì có Đại Thế Giới, Rạp Hậu Quê. Chúng ta ở đây là nếu mà các chị và bạn ở đây thì cũng rất là thuận tiện để đi đến các điểm như là trung tâm Sài Gòn hoặc là Sài Gòn Chợ Lớn, rất là gần, rất là tiện luôn, chỉ có một trục đường thôi. Rồi một số hình ảnh ở trong hẻm 207 Trần Bình Trọng chia sẻ cùng của chú anh chị, không biết nhưng mà không biết địa chỉ của anh chị là nhà nào, nên thành ra em đi lòng vòng trong hẻm đó, hy vọng đâu đó cũng gửi các anh chị và các bạn những hình ảnh của ngày xưa, một thời chúng ta đã gắn liền với ký ức tuổi thơ ở đó. Và hôm nay trong những ngày cuối năm như thế này, chúng ta lại có dịp nhìn lại và cùng cập nhật những hình ảnh này và hồi tưởng lại những ngày xưa nó khác như thế nào. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể các anh chị và các bạn có năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Bên cánh phải chúng ta có một cái shop cũng rất là lớn nè, em cũng hay mua đồ ở đây nè, Nino Mắc. Đồ trong đây thì nói chung không rẻ không mắc, mình xài cũng đáng đồng tiền. Một cái quần sọt 300-400 ngàn, quần jean cũng 300-400 ngàn, 400-500 ngàn, mua một cái mặc cả năm. Và đây có hẻm nè, cái hẻm này sẽ đi thông ra Trần Bình Trọng cũng được nữa nè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị có thể lên Google hoặc là lên YouTube, mình gõ Vinh Lâm TV, hoặc là gõ những địa điểm mà chúng ta đã từng quan tâm đến Sài Gòn. Ví dụ như hẻm 207 Trần Bình Trọng, hoặc là nhà thờ Chợ Quán, chợ Bào Sen là sẽ ra những video của Vinh Lâm TV. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.